Chào các bạn nha, phía trước đây là chiếc xe Exeter 155. Đó, đây là chiếc xe này có ABS các bạn, đời mới ha. Và anh khách hàng này đến với mình thì độ một quả bi cầu LED. Đây là Titan Black 2.0 các bạn nha. Các bạn đang thấy ha. Đó, ok. Anh trai độ lé thôi, nói chung là anh thích lé các bạn. Ở phía trên là chưa có lên bi gì luôn các bạn nha. Phía trước nè, rất là ngầu, maxim anh luôn. Đặc biệt là ảnh chơi cái cùng CBG 650G luôn các bạn nha. Maxim ha, đầy đủ tính năng luôn ha. Rồi ok, mở code luôn. Thì chiếc xe này á các bạn, mở khóa lên nổ máy là đèn zin nó sáng. Thì hiện tại bây giờ thì tắt giùm anh luôn. Hiện tại bây giờ thì bên cái công tắc này, bên cái công tắc này mình đã cho, đây đúng là đèn ưu tiên các bạn, đèn ưu tiên này, nhưng mà mình đã cho mở đèn. Đó, ưu tiên thì mình đã thay con ảnh công tắc là đây là CBG 650G ha. Mở đèn ưu tiên. Đó, ok, đầy đủ những tính năng luôn các bạn, đầy đủ những tính năng luôn, maxim nè. Nổ máy lên thì maxim. Đó, ok ha. Và có thể chỉnh cao thấp như zin luôn nha các bạn. Maxim ở đây nữa nè các bạn. Cầm ngoéo nè. Đó, đầy đủ những tính năng luôn ha. Rồi. Thì code của con này thì cho ra thật hết luôn các bạn ha. Code pha đều cho ra thật ha. Rồi ok. Ánh sáng nè các bạn. Nè, đang đèn zin các bạn, mở code nè. Các bạn thấy nè, tâm nó rất là đậm, hiện tại là nó hơi cúi đầu tí xíu tại vì cái đèn ở dưới thì nó hơi cúi nhưng mà thẳng đi một đường luôn. Rồi ok. Anh em nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình nha. Địa chỉ mình có để phía trên, số điện thoại để phía dưới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Cái xe của anh nè các bạn, nhìn rất là đẹp luôn ha. Xe này mới mua là đến với mình luôn. Anh ở Bình Thuận đó các bạn. Đây ông anh đây. Anh này dễ thương các bạn thấy không? Rồi ok, cảm ơn hai anh em nha.